Trong bản tin trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Đối thủ rối ren, U23 Việt Nam có cơ hội lớn giành vé dự Olympic Tokyo. Báo Hàn Quốc lo lắng vì huấn luyện viên Park Hang-seo mất cánh tay trái trước vòng chung kết U23 châu Á. Vượt mặt Thái Lịch, V-League có thống kê khủng, tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đối thủ rối ren, U23 Việt Nam có cơ hội lớn giành vé dự Olympic Tokyo. Hàng loạt đội thể thao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã từ bỏ giải đấu và đã dấy lên một thông tin là đội U23 bóng đá nam của nước này cũng sẽ xin rút lui khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ chính thức diễn ra tại Thái Lan. Những thông tin gần đây cho thấy là đội U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang cân nhắc là việc có nên tham gia giải đấu này hay không, mà họ lại chính là đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng D cùng với UAE và Jordan. Khởi nguồn cho thông tin trên là xuất phát từ tình hình căng thẳng chính trị giữa Triều Tiên và Mỹ cùng với Hàn Quốc. Trong thời gian gần đây thì Triều Tiên tiếp tục thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân của mình. Phản ứng lại với hành động này thì cả Mỹ và Hàn Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trừng phạt. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa các bên càng thêm tăng nhiệt. Tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C. Nhiều ý kiến cho rằng là hai đội trên bán đảo Triều Tiên sẽ có khả năng gặp nhau nếu như cùng nhau đi tiếp vào vòng sau. Bên cạnh đó thì nếu giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020, U23 Triều Tiên sẽ cân nhắc là việc có tham gia giải đấu diễn ra tại Nhật Bản hay không. Nhật Bản thì như quý vị và các bạn đã biết là vốn có lệnh cấm công dân Triều Tiên nhập cảnh vào nước này vì các lý do an ninh liên quan tới hạt nhân. Phải tới thời gian gần đây thì đất nước mặt trời mọc mới đồng ý cho vận động viên của Triều Tiên vào nước này để tham dự Olympic 2020. Dẫu vậy thì mối quan hệ giữa hai bên là vẫn chưa thể nào tốt đẹp hơn. Trong một thời gian ngắn gần đây, hai đội bóng của Triều Tiên đã bất ngờ xin rút lui khỏi các giải đấu quốc tế. Đội tuyển bóng đá nam tại giải vô địch Đông Á 2019 và đội tuyển quốc gia nữ tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Cả hai giải này đều được tổ chức ở Hàn Quốc trong bối cảnh là quan hệ của hai nước đang rất căng thẳng. Bên cạnh đó, nhiều vận động viên của Triều Tiên ở các môn khác cũng hành động tương tự. Hồi tháng 8, ba quan chức thể thao của nước này còn bất ngờ hủy lịch trình tham dự một cuộc hội thảo về Olympic 2020. Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiện vẫn chưa có phản hồi về thông tin này. Tháng 11, đội U23 của họ vẫn tham dự giải giao hữu U23 Daju Cup tại Trung Quốc với chủ nhà Trung Quốc, Úc và Litva. Kết quả là họ giành được một trận thắng, một trận hòa và thua một trận. Đây là thông tin không vui với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tuy nhiên lại mở ra cơ hội với U23 Việt Nam cùng với UAE và Jordan trong hành trình chinh phục tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Báo Hàn Quốc lo lắng vì huấn luyện viên Park Hang-seo mất cánh tay phải trước thềm vòng chung kết U23 châu Á. Việc trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa nghỉ việc đã khiến cho truyền thông của Hàn Quốc khá lo lắng cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn, thì trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của huấn luyện viên Park Hang-seo mới đây đã quyết định là chia tay tạm thời U23 Việt Nam. Cụ thể là ông sẽ không cùng thầy Park chinh chiến ở vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1 tới đây. Sự kiện này lập tức là gây ra mối lo lắng cho truyền thông Hàn Quốc. Minh chứng là tờ MSL vừa có bài viết với tiêu đề U23 Việt Nam sẽ phải lo lắng bởi sự chia tay của trợ lý phiên dịch Lê Huy Khoa. Rất có thể là tờ báo này chưa biết rằng là sau khi vắng trợ lý Lê Huy Khoa thì đã có anh Vũ Anh Thắng đã trở thành trợ lý mới của thầy Park. Tuy nhiên, tác giả Sim Hae-jin của tờ MSL cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp khó khăn ở vòng chung kết giải U23 châu Á khởi tranh vào tháng 1 tới do là sự chia tay của trợ lý ngôn ngữ thân cận Lê Huy Khoa. Đối với huấn luyện viên Park Hang-seo, vai trò trợ lý ngôn ngữ mà ông Lê Huy Khoa vẫn đảm nhận là hết sức quan trọng. Chính trợ lý Lee Jang-jin còn phải gọi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa chính là cánh tay trái của ông Park Hang-seo. Điều đó cho thấy là vai trò của ông Lê Huy Khoa là cực kỳ quan trọng. Ông Lê Huy Khoa không chỉ quan trọng ở các trận đấu bằng cách truyền tải những chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo cho các học trò, mà điều quan trọng không kém là ông còn giúp cho ông Park Hang-seo giao tiếp với các cầu thủ trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó giúp cho huấn luyện viên Park hiểu rõ các cầu thủ của mình. Có thể nói rằng ông Khoa làm rất tốt nhiệm vụ truyền tải những thông điệp mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn gửi đến các học trò của mình. Khi ông Khoa nghỉ việc, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ gặp khó trong việc truyền tải thông điệp và chiến thuật của mình.
Vậy nên U23 Việt Nam đang phải đối mặt với một khó khăn lớn trước thềm vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Thưa quý vị và các bạn, được biết là lý do khiến cho ông Lê Huy Khoa nghỉ việc ở U23 Việt Nam là bởi ông muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Với việc ông Khoa rút lui, thì ngày hôm qua, vai trò trợ lý ngôn ngữ ở U23 Việt Nam đã được giao cho ông Vũ Anh Thắng. Ông Vũ Anh Thắng thì từng đồng hành cùng U23 Việt Nam suốt một thời gian dài trước thềm SEA Games 30 và nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Thắng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chuyến thẩm vấn của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc vừa qua. Hy vọng rằng là trong thời gian tới, ông Vũ Anh Thắng sẽ hoàn thành tốt vai trò mà ông Lê Huy Khoa để lại, qua đó giúp sức cho U23 Việt Nam thi đấu thành công ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan. Vượt mặt Thái League, V-League có thống kê khủng, tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Theo thống kê mới nhất của Asian Football thì V-League đã bỏ xa Thái League về sức hấp dẫn và đứng ở vị trí thứ hai tại Đông Nam Á. Sau tín hiệu tích cực từ thành công của các đội tuyển quốc gia ở đấu trường trong khu vực và châu lục thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dành nhiều sự quan tâm đến V-League trong 2 năm vừa qua. Lượng khán giả đến sân, dự khán và cả người xem qua các thiết bị số cũng tăng lên đáng kể. Song song với đó thì các câu lạc bộ thi đấu tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam đã có những khoản đầu tư về lực lượng, hình ảnh và nâng tầm của giải đấu lên một tầm cao mới. Chính những điều này khiến cho V-League trở nên sôi động và cuốn hút khán giả. Có thể kể đến giai đoạn lượt đi ở V-League 2019 khi ở top đầu đó là cuộc đua song mã giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sang đến lượt về, cuộc chiến trụ hạng lại rất hấp dẫn với nhiều đội bóng cùng cạnh tranh. Ở đó thì những Viettel, Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, Sana Khánh Hòa, Dược Nam Định, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và Bình Dương đều phải nỗ lực. Thế nên lượng khán giả đến sân xem các trận đấu ngày càng tăng cao. Trong đó không thể không nhắc đến sự đi lên của từng cá nhân cầu thủ khi họ rất ý thức được lòng kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. V-League đã bị mất đi sức hút vốn có khá lâu trước khi những thành quả của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã kéo giới mộ điệu về lại với giải đấu đỉnh cao này. Mới đây, theo thống kê của Asian Football thì V-League ở mùa giải 2019 đã đạt con số trung bình là 7.180 người đến xem mỗi trận. Thành tích này giúp cho V-League xếp thứ 2 sau Liga 1 của Indonesia với số người là 9.359 người một trận và đứng trên cả Thái League 5.699 người một trận và Liga Super Malaysia 5.531 người một trận. Có thể nói rằng đây là một bước tiến rất đáng trân trọng của bóng đá Việt Nam khi giải đấu số 1 của bóng đá Thái Lan trước nay vẫn rất đầu tư mạnh mẽ về hình ảnh và truyền thông. Thậm chí là chính sách sử dụng cầu thủ Đông Nam Á của các câu lạc bộ ở Thái League cũng là một cách để kéo người hâm mộ trong khu vực đến với giải đấu của họ. Tuy nhiên thì trong năm 2019, Thái League đã không thể so bì về lượng khán giả đến sân xem trực tiếp với V-League của bóng đá Việt Nam. Thành quả này thực sự là sẽ giúp cho các đội bóng tham dự ở mùa giải 2020 quyết tâm hơn để nhận được những tình cảm và sự tin yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Ở phần sau của bản tin này thì chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đã có trên kênh mà có thể quý vị và các bạn chưa kịp cập nhật. The Park chính thức thở phào nhẹ nhõm với Đình Trọng. Chấn thương của Đình Trọng đang có những chuyển biến tích cực, anh hoàn thành các bài tập cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tập ngày 26 tháng 12 trên sân Thống Nhất, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ thực hiện các bài tập phối hợp nhỏ, di chuyển cự ly ngắn. Đình Trọng hoàn thành tốt các bài tập cùng đồng đội ở U23 Việt Nam, anh thực hiện những đường chuyền ngắn và chuẩn. Trung vệ câu lạc bộ Hà Nội tươi cười khi nghe lời dặn dò của huấn luyện viên Park Hang-seo và nhiều khả năng anh sẽ kịp góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi đó thì Đỗ Thanh Thịnh, người dính chấn thương tại SEA Games 30 vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ Choi. Vắng Văn Hậu, Thanh Thịnh sẽ là sự lựa chọn gần như là hàng đầu ở vị trí hậu vệ của tuyển U23 Việt Nam. Đức Trinh và Tiến Linh đang có phong độ tốt, ghi nhiều bàn thắng quan trọng tại SEA Games. Nhiều khả năng thầy Park sẽ cho bộ đôi này chơi cùng nhau trên hàng công ở vòng chung kết U23 châu Á tới đây tại Thái Lan. Trọng Hùng dính chấn thương tại SEA Games nhưng đã bình phục hoàn toàn. Anh là mũi khoan hiệu quả bên cánh trái và có lối chơi tương đồng với Phan Văn Đức, người nổi lên ở vòng chung kết U23 châu Á cách đây 2 năm. Trong khung thành của U23 Việt Nam thì Bùi Tuyến Dũng không còn là sự lựa chọn số 1. Sau khi SEA Games 30 kết thúc, anh đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, trợ lý Lee Dong-jin cũng quan sát rất kỹ và liên tục dặn dò, đốc thúc các tuyển thủ U23 Việt Nam.